Ok, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúng ta uh, quay trở lại với cái bài học tiếp theo của chúng ta là cái bài số gì ạ? Bài số 19 ha. Cái bài số 19 thì chúng ta sẽ cũng gồm 20 từ mới và cái phần bài đọc một câu chuyện. Rồi. Thế thì cái bài 19 này chúng ta sẽ được học thêm những cái từ mới nào thì xin mời các bạn để chúng ta cùng nhau theo dõi cái phần này nhá và hướng dẫn của tôi nhá. Rồi. Cái từ đầu tiên chúng ta có là từ alive. Âm đầu tiên là âm su Sound âm thứ hai là long Eye alive đúng không nhỉ? If someone or something is alive, they are not dead. Okay. Đúng. My grandparents are still alive even though they are over 90. Đúng, đúng không ạ? Cái từ alive này tức là mình không có they are not dead, tức là mình không có chết thì được gọi là alive, tức là còn sống đúng không? Nó là một cái adjective, là một cái tính từ đó. Ông bà của tôi thì vẫn sống mặc dù là ông bà đã quá 90 tuổi rồi, đã qua 90 tuổi rồi đúng không nhỉ? Từ bone là long old đó. A bone is a hard part of the body là cái phần rất là cứng của cái cơ thể thì được gọi là bone. I brought home a nice bone for my dog. Tôi đã mua về nhà một cái gì ạ, một cái khúc xương rất là đẹp cho con chó của tôi đấy. Tiếng nước ngoài người ta có mua trò chơi cho con chó chơi đó thì thường mua khúc xương. Brother đó. Từ brother chúng có cái từ này là cái âm uh you ha, brother là âm phía sau nữa. Từ brother is to make the uh, the effort to do some uh, effort to do something okay no one bothered to wash the dishes today tức là gì ạ cái cái này giống như là cái nỗ lực để làm một cái điều gì đó đúng không không ăn không ai thì gì ạ cố gắng không ai um, muốn việc rửa chẳng có ai gì ạ thực sự là không có ai là là cố gắng hoặc là gì ạ? chúng ta có thể dịch là mong muốn đúng nha hoặc là không có ai rửa bát chúng ta dịch nhanh trong câu này là không có ai muốn rửa bát uh, ngày hôm nay cả đúng không ạ. Rồi thì, đúng không ạ. Rồi thì captain thì captain là cái âm shot đây này, cap, âm thứ hai là âm shot I captain, okay. A captain is a person who leads a ship or airplane, tức là cái người mà lãnh đạo một con thuyền đó hoặc là cái um, cái airplane đó cái máy bay đó cũng nhỉ từ captain sailed his ship to Australia tức là cái captain tức là cái vị thuyền trưởng đúng không nhỉ thì đã căng buồm để mà căng buồm cho cái thuyền của mình để tới Australia cái okay, tới úc conclusion conclusion đúng không nhỉ ba âm tiết nhá cần âm qua này clue long u và dân là âm qua the conclusion of something is the final part of it tức là cái phần cuối của một cái gì đó đúng không ạ Phần cuối cùng đó At the conclusion of the race, the spectator cheered for the winner đó. Thì conclusion là cái phần cuối mà chúng ta thường à, trong sử dụng cái đoạn văn Hay là cái phần cuối cùng của một cái cuộc thi hoặc một cái tổng kết gì đó đúng. Doubt, âm L ở mình ở đây nhé Doubt, doubt is a feeling of not being sure đó. Tức là một cái gì đó mà mình không có chắc, cảm giác không có chắc chắn đó, đúng nhỉ? I have a doubt, chúng ta âm bờ đây, âm câm nha I have a doubt that the story is true, tức là tôi có cái sự nghi ngờ về cái câu chuyện đó không biết đúng không? đúng nha, à, nghi ngờ ha. Explore âm sốt ai và mở đó. To explore is to look for, look for new places là um, cái sự bùng nổ hay là khám phá hay là tìm, đây là dịch là tìm kiếm cái nơi mới, đúng nha? Khám phá, explore, tìm ra ha. You want to explore the world and see new things. Anh em muốn khám phá thế giới, đúng nha? giống như kiểu thế là tìm ra những cái nơi mới của thế giới và xem những cái điều mới rồi tiếp theo chúng ta có cái từ foreign âm um, o và âm um, SHORT i foreign if something is foreign it is from a different country là một cái điều gì đó mà nó đến từ đất nước khác đúng không chứ Mexican food is unpopular popular foreign food à, những cái đồ ăn của Mexican á, Mexico á là một cái đồ ăn nước ngoài rất là phổ thông đúng không ạ glad là cảm số đây là chúng ta đọc là glad kéo dài. If you are glad, you are happy. I am glad you came to my party. Tôi rất là hạnh phúc để mà uh, tới cái uh, khi mà thấy bạn đến khi mà nhìn thấy bạn đúng nhỉ? Tới cái bữa tiệc của tôi. However means despite it, while not being influenced by something. However âm uh, um a này âm um e này âm um uh này đó. She is great cook. However she never had professional lessons. <laughs> cô ta gì ạ cô ta là một cái người nấu ăn rất là giỏi tuy nhiên cái từ này là however tuy nhiên á, nhưng nhá cô ấy chưa từng gì ạ học bất kỳ một cái lớp học nào nhỉ một lớp học nấu ăn chuyên nghiệp nào Đấy. rồi the injustice injustice ha huh? injustice is a lack of uh, fairness or justice no? uh, putting an innocent person in jail is an act of injustice tức là cái sự gì ạ thiếu cái fairness thiếu cái sự công bằng không có được cho phép nhỉ để mà dạ cho một cái đứa trẻ mà ngây thơ chưa đủ tuổi đó đúng nhỉ ở vị thành niên đúng nhỉ và trong tù thì đây là một cái hành động không 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 có được cho phép đó. international international đó, national đó. là âm short i âm th âm âm short e international âm hai âm cuối âm qua sao hết nhé International, international. If something is international, it involves more than one country. <laughs> The United Nations is a powerful international organization. Thì như các bạn biết là international là cái túi, cái yếu, cái 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 yếu tố về liên quan đến um, quốc tế ha. Cái United, uh, cái United Nations đó là một cái tổ chức quốc tế rất là mạnh. Đó. Lawyer. A lawyer works with the law and uh, represent people in court. Thì <laughs> gì ạ? Lawyer là âm o lawyer. À, âm thứ hai là âm số hai nữa. lawyer. Uh, lawyer. ha The lawyer left the courthouse after the church made her decision. Đấy. Thì cái từ lawyer chúng ta nhìn thấy là cái người mà đại diện cho một người nào đó ở ở quan tòa. <laughs> Rồi từ mention là âm sắc y đầu dòng chữ e. Đấy. Men mention âm thứ hai là âm số sao to mention something is to talk about it the doctors mentioned the problems that the patient was having thì cái người bác sĩ này thì đã nói hay là đã gì ạ mention đã nói những cái vấn đề mà cái bệnh nhân đó đang đang có đó. the policy 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 là một cái is a rule ba âm tiết nhá po âm o này l âm số này c âm long y policy. Uh he told us that his policy was to put customers first. Anh ta đã nói với chúng tôi rằng đã nói với chúng tôi gì ạ? Những cái um, điều lệ đúng không? Uh, cho uh, những cái điều lệ cho những cái uh, khách hàng biết đúng không Để cho những cái khách hàng này biết được. Đó, đó là những cái điều lệ hay là những cái luật ha. Luật ha. Uh, social là long o này social âm số a đằng sau đấy if something is social it is about many people in a community là nếu một cái điều gì đó mà gì ạ, ở trong cái xã hội đó thì tức là cái từ social này mang nghĩa tất là xã hội cộng đồng đấy. people should come together and fix the world's um, social problems tức là mọi người thì nên gì ạ um, together mọi người thì nên um, đến cùng với nhau và gì ạ sửa những cái vấn đề tức là sửa những cái vấn đề của thế giới Đấy. speech âm này long y nha và âm chờ ở cuối là a speech is something said to a group of people she gave a speech to the class là cô ta đã đưa ra một cái bài nói cho cả lớp cái từ speech này là một cái bài nói chuyện trước đám đông rồi từ tiếp theo chúng ta có là từ staff là short đây là giống chữ e hai lớn staff It's a group of people working together in a company. My dad has a staff of For people to help him at the office là giống như cái người đồng nghiệp á. Bố của tôi thì đã có một uh, có bốn cái người đồng nghiệp đúng nhỉ? Để mà có một trong bốn cái người á uh, đã giúp đỡ ông ấy ở ở office là văn phòng như nhỉ? Towards hay là đọc là word đều có hai cách ha. If you go toward something you go closer to it nếu như bạn mà đi thẳng tới cái điều gì đó thì bạn đang rất là gần rồi. Santa thì đang bước thẳng về nhà với cái cây rất là đặc biệt. Wood. Wood is a thing the trees are made of. Wood. Um, word, short u, đúng không? I put the pieces of wood in a pile. Đó. Là tôi đã đặt những cái miếng đó. À, gỗ. vào trong một cái gì ạ? Trong một cái ống. Đó. Ok chưa? Để đấy nhé, chúng ta luyện tập nhiều 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 một tí nhá đừng có nản và dịa chắc chắn là chúng ta sẽ thành công chúng ta sẽ nhớ được rất là nhiều chúng ta đọc rất là hay đúng không nhỉ? Rồi cảm ơn tất cả các bạn nha và đừng quên đăng ký kênh của mình để được đón chờ những cái video mới hơn và đồng thời chia sẻ nó cho nhiều người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần video tiếp theo.